Chụp MRI thì theo cái nguyên lý mà chúng tôi đã kể rất là nhiều lần đó, theo mà cái nguyên lý mà sử dụng trong cái phương pháp tạo hình ảnh đó, là chúng ta sử dụng cái từ trường. Cái từ trường có nghĩa là chúng ta dùng một cái nam châm khổng lồ và chúng ta sử dụng nó để tạo ra những cái hình ảnh. Thì cái từ trường này nó không ảnh hưởng đến sức khỏe. Nó khác hoàn toàn với là chúng ta chụp CT, là trong cái phương pháp chụp CT thì chúng ta sẽ sử dụng cái TX để tạo hình ảnh. Thì cái tác hại của TX thì có thể đâm xuyên thấu qua tế bào và thậm chí có thể gây tăng nguy cơ ung thư, gây tăng nguy cơ đột biến tế bào, và thậm chí nếu như chúng ta tiếp xúc nhiều lần với TX thì có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, mà đặc biệt là trong thời kỳ phụ nữ mang thai, hoặc là trong trường hợp là gì, chúng ta tiếp xúc quá nhiều ở những cơ quan nhạy cảm như là hệ sinh dục, tuyến giáp, mắt chẳng hạn, thì nó sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của bệnh nhân. Và cái cộng hưởng từ thì cho đến ngày nay thì chưa ghi nhận những cái tổn thương nào nghiêm trọng đến sức khỏe.